bán sim trên toàn quốc. Hiện nay, khá phổ biến tình trạng sim rác vẫn được bày bán công khai, người dân không cần giấy tờ tùy thân vẫn có thể mua để sử dụng một cách dễ dàng. Thực tế này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn, an ninh và ổn định trật tự xã hội. Nghị định số 49 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung điều 15 của Nghị định số 25 năm 2011 và điều 30 của Nghị định số 174 năm 2013, không giới hạn số lượng SIM mà người dân, tổ chức, doanh nghiệp được sử dụng, lợi dụng quy định này nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã đăng ký thông tin cho hàng nghìn, hàng chục nghìn, thậm chí vài chục nghìn SIM thuê bao điện thoại di động. Kẽ hở về luật pháp dẫn đến việc không rõ các SIM này hiện đang ở đâu, do ai sở hữu, sử dụng. Theo thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, thời gian qua còn xuất hiện tình trạng doanh nghiệp ủy quyền cho các cá nhân, không rõ có phải nhân viên hay không, ký giao kết hợp đồng sử dụng thuê bao di động. Những hợp đồng giao kết này được thực hiện với tần suất cách nhau vài ba ngày một lần. Mỗi giao dịch thành công, doanh nghiệp sẽ nắm trong tay vài ba trăm SIM để sử dụng. Thậm chí, các chủ đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông còn trực tiếp dùng chứng minh nhân dân, thẻ căn cước của mình đăng ký thông tin thuê bao cho hàng trăm sim, mỗi khi bị cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, các đối tượng này lại khai báo mất. Bên cạnh đó, còn có tình trạng các doanh nghiệp viễn thông ký hợp đồng với các cá nhân bên ngoài để làm điểm cung cấp dịch vụ viễn thông. Các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền lại ký tiếp hợp đồng với các doanh nghiệp, cá nhân khác để đăng ký thông tin thuê bao. Thực tế này dẫn đến tình trạng đăng ký thông tin thuê bao hiện hết sức lỏng lẻo. Trước thực trạng này, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản chỉ đạo các sở thông tin và truyền thông 63 tỉnh, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương, công an, lực lượng quản lý thị trường tiến hành thanh tra diện rộng việc quản lý thông tin thuê bao di động trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, các sở thông tin và truyền thông sẽ tiến hành thanh tra các doanh nghiệp viễn thông di động, tổ chức, cá nhân, cửa hàng, đại lý phân phối bán sim điện thoại trái pháp luật trên địa bàn. Đợt thanh tra việc bán sim trên toàn quốc sẽ được triển khai bắt đầu từ tháng 10 năm 2019. Trong khoảng thời gian này, bộ thông tin và truyền thông cũng đã có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố bộ công an bộ công thương cùng phối hợp chỉ đạo đợt thanh tra trước đó bộ thông tin và truyền thông đã ra được một cơ chế mới về quản lý sim giác theo đó bộ thông tin và truyền thông sẽ gắn trách nhiệm trong việc xử lý sim giác với chủ tịch và tổng giám đốc các nhà mạng đến lần vi phạm thứ ba bộ thông tin và truyền thông sẽ báo cáo lên thủ tướng chính phủ để có biện pháp xử lý hành chính đối với lãnh đạo các nhà mạng